Chào mừng anh em đã đến với Minh Phụng Music vào những ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2023, tức là trước đó vài tuần khi đến ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Minh Phụng có được dịp may mắn đi giao cây đàn siêu nổi bật Kidman K700 đến với cô bé có niềm say mê bộ môn piano tại Gò Vấp. Liệu cây K700 này có thể thổi hồn vào bài nhạc, khiến nó trở nên bay bổng dịu dàng hơn không? Buổi giao đàn hôm nay sẽ là câu trả lời. Cảnh đường phố hôm nay dễ dàng đi lại do đây là chưa thứ bảy. Đa số mọi người đã kết thúc công việc ngày làm cuối tuần trước khi vào video chi tiết. Để các bạn không lăn tăn thì giá của đàn hiện nay là 17.820.000. Cùng bắt đầu nha. Xe và đội ngũ đã đến để tiến hành khiêng đàn vào nhà chú. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của chú dù trời nắng nóng đã không ngại ra giúp tụi mình mang đàn vào nhà. Mình sẽ miêu tả sơ qua việc đập hộp và tháo lắp. Thùng đàn bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, ốc lắp đàn và một bộ nguồn. Quà tặng đi kèm đàn sẽ là một ghế piano tiện lợi cho việc học tập với miếng đệm dày và chất liệu gỗ cao cấp giúp người chơi thoải mái khi ngồi. Chú cũng đã vui vẻ hỗ trợ trong việc lắp đặt giúp team nhanh chóng hoàn thành công việc để về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc chăm chỉ. Đặc điểm nổi bật của K700 là gì? Hãy cùng mình khám phá nha. Màn hình OLED hiển thị đầy đủ các chức năng cho người chơi dễ dàng thao tác. Cảm giác chơi đàn thoải mái với 88 phím được trang bị cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ. Âm thanh và giai điệu vượt trội so với các mẫu piano điện cùng phân khúc 20 triệu. Khi đàn sở hữu đa âm 128 polyphony và 603 tiếng, 230 điệu cài sẵn, 10 điệu mở rộng thêm và 5 bản nhạc demo. Đặc biệt số lượng bài hát có sẵn lên đến 120 bài. Đàn còn có nhiều cổng âm thanh chất lượng cao, nhiều tính năng phổ biến nhưng không thể thiếu trên K700 là cổng kết nối tai nghe, cổng kết nối MIDI out, cổng USB để kết nối điện thoại iPad phát nhạc beat và MP3, USB to host cho phép truyền hai chiều âm thanh kỹ thuật số MIDI và audio. Đồng thời còn có các chức năng cơ bản như metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng và Jazzbo tăng dẫn tông. Vì là mẫu piano điện cao cấp nên chính sách bảo hành tại Minh Phụng Music dành cho K700 cũng vô cùng chất, với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Riêng mình điều ấn tượng nhất trên K700 chính là độ êm ái, nhẹ nhàng trong từng tiếng nhạc phát ra từ đàn. Với nét hiện đại trong công nghệ thiết kế nhưng lại sở hữu mức giá quá hợp lý chỉ chưa tới 18 triệu thì vô cùng xứng đáng để bạn phát triển kỹ năng âm nhạc và tự do sáng tạo trên những phím đàn. Cùng bạn nữ bóc siêu và thưởng thức kỹ năng chơi nhạc của bạn ấy với team nhé. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong video kỳ này. Có câu hỏi nào cho tụi mình thì hãy để lại dưới comment, team sẽ cố gắng tranh thủ trả lời. Như thường lệ đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để theo dõi nhiều video hay khác của Minh Phụng Music nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.